kết nối tri thức. Thưa quý thính giả, ai trong chúng ta cũng luôn nuôi dưỡng trong mình một ước mơ về ngày mai tươi đẹp, một hoài bão sẽ chinh phục, khám phá cuộc sống với bao điều mới lạ, một niềm tin vào bản thân để vươn lên tự khẳng định mình. Thế nhưng không phải cuộc sống lúc nào cũng là những con đường bằng phẳng, êm đẹp. Bao khó khăn, trở ngại và cả những bất hạnh có thể ập tới khiến chúng ta tổn thương, mất mát, mất niềm tin và có lúc tưởng như không còn đủ sức để bước tiếp. Trước những khó khăn thử thách đó thì mỗi người tự chọn cho mình một cách đón nhận và đương đầu để có hướng đi riêng. Có người phó thác cho số phận, có người trốn chạy đi tìm nơi trú ẩn, có người thì chìm vào cảnh tự thương thân trách phận để rồi ngã gục trong giông tố cuộc đời. Nhưng cũng có người tự thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh mới, vươn lên khẳng định mình và đạt được những hoài bão. Và trong chương trình Kết nối tri thức hôm nay, Tuyết Vân sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Tuổi Hoa Niên Đáng Nhớ của tác giả Jack Canfield and Mark Victor Hansen do First New dịch, sách do nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2021. Quý thính giả thân mến, khi chúng ta biết hài hòa với những mối quan hệ quanh mình, đó là lúc bản thân chúng ta đang góp phần xây nền cho hạnh phúc của bản thân và cho mọi người xung quanh. Cuộc sống luôn là một cuộc hành trình để con người khám phá. Trên mỗi bước đường, chúng ta sẽ gặp không ít những khó khăn, thử thách, nhưng cũng không thiếu niềm vui, niềm hạnh phúc. Hiểu được điều này thì tất cả những gì chúng ta cần làm là chuẩn bị tâm lý để đón nhận tất cả. Hãy cùng chúng tôi khám phá để hiểu hơn về bí mật làm nên thành công hạnh phúc và bình an. Nối tiếp những tập sách Hạt Giống Tâm Hồn đã nhận được rất nhiều sự đón chờ từ bạn đọc, First New, Trí Việt tiếp tục phát hành cuốn sách mang tên Tuổi Hoa Niên Đáng Nhớ. Đây là ấn bản có chỉnh sửa từ cuốn sách Hạt Giống Tâm Hồn dành cho học sinh sinh viên đã được ra mắt trước đó. Với những mẫu chuyện đã được bổ sung và trau chuốt trong ấn bản mới phát hành này, Tuổi Hoa Niên Đáng Nhớ sẽ đem đến cho bạn đọc những hành trang tốt hơn cho chuyến đi tới vùng đất mới, rộng lớn và đầy hứa hẹn, mang tên Trưởng Thành. Cuốn sách tập hợp những câu chuyện ý nghĩa về nghị lực sống, về niềm tin đối với bản thân và những điều tốt đẹp trong cuộc đời. 25 câu chuyện ngắn trong cuốn sách rất đổi bình dị nhưng lại ẩn chứa nhiều bài học giá trị về nhân cách sống, về cách đón nhận mọi sự việc diễn ra trong cuộc đời. Tuổi Hoa Niên Đáng Nhớ như một lời khích lệ về tinh thần, một sự truyền cảm hứng và động lực dành cho chúng ta, đặc biệt là những ai còn trong độ tuổi học sinh, sinh viên mỗi khi lâm vào khó khăn hay là bất hạnh. Với phong cách kể chuyện mộc mạc nhưng không kém phần cuốn hút, bạn đọc đôi khi sẽ như thấy chính mình trong những câu chuyện ấy. Đặc biệt là từng câu chuyện trong cuốn sách đều được các tác giả Jack Canfield và Mark Victor Hansen bắt đầu bằng một câu trích dẫn của người nổi tiếng. Điều này giúp cho việc trải nghiệm cuốn sách của độc giả thêm phần sâu sắc, dễ nắm bắt và cũng dễ cảm hơn. Cuộc sống của chúng ta luôn diễn ra với sự tiếp nối của những niềm vui và nỗi buồn, thất vọng và hy vọng. Ai trong chúng ta cũng đều mơ ước có một ngày mai tươi đẹp, bất kể những điều chúng ta mong mỏi và giản dị hay là bình thường. Đó có thể là giấc mơ của một cô bé mồ côi khát khao được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, là khát khao được bước đi bình thường của một cậu bé có đôi chân tật nguyền, là hy vọng được lấy lại ánh sáng của một người không còn nhìn thấy. Có thể là một cô gái ước mơ tìm thấy một tình yêu đẹp và có một cuộc đời an yên, hạnh phúc. Có thể là một người trẻ khát khao chinh phục những thử thách để vươn lên khẳng định mình, hoặc là trở thành hình mẫu mà mình từng theo đuổi. Những ước mơ chính đáng và đáng trân trọng đó luôn là niềm hy vọng, nguồn động lực và là niềm tin mạnh mẽ để mỗi người chúng ta xem đó là lẽ sống và hướng về tương lai. Nhưng những con đường đi đến ước mơ thì thường sẽ không bằng phẳng. Biết bao khó khăn, trở ngại
và cả những điều không may có thể xảy ra vào những lúc chúng ta không ngờ nhất để thử thách lòng dũng cảm và ý chí của con người. Những khó khăn, trở ngại hay là điều không may đó thì có thể do hoàn cảnh khách quan, nhưng mà cũng có khi là những giới hạn hay ngục tù tinh thần do chính chúng ta tự giam hãm mình, khiến ta bị tổn thương, mất niềm tin, hoặc là có lúc tưởng như không còn sức lực hay là nghị lực để vượt qua. Trước những hoàn cảnh ấy thì mỗi người sẽ tự chọn cho mình một cách để đón nhận thử thách khác nhau. Mỗi người có một lựa chọn hướng đi và cách đi riêng. Con người nhanh chóng nhận ra rằng mình cần thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh mới hay là vượt lên số phận. Nhưng cũng có người thì tìm cách trốn chạy hoặc là chỉ biết tự thương thân trách phận để rồi không thể đứng vững hay là bị lạc lối trong dông tố của cuộc đời. Thế nhưng, bất kể chúng ta là ai hay là chúng ta lựa chọn điều gì trong cuộc sống, thì sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi con người đều có một khát vọng mãnh liệt. Đó là khát vọng sống và luôn được là chính mình. Chính khát vọng ấy khiến cho chúng ta thường trăn trở, mong tìm cho mình một con đường đi đúng đắn để thực hiện được những hoài bão và tìm ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Tuổi Hoa Niên Đáng Nhớ là tập sách đặc biệt dành cho các bạn học sinh, sinh viên đang chuẩn bị hành trang bước vào đời. Các bạn ở lứa tuổi đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống hay là thế giới ngoài kia. Đó là lứa tuổi có nhiều hoài bão, đầy nhiệt huyết và mong muốn khám phá sức mạnh của bản thân thông qua những hiểu biết mới mẻ về cuộc sống. Đây cũng là quãng đường đời đang rộng mở với nhiều ngã rẽ để cho các bạn lựa chọn. Nhưng cũng có không ít khó khăn mà các bạn cần vượt qua để có thể biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Quý thính giả thân mến, sống có ý nghĩa. Sống có nghĩa là trải nghiệm 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày trong năm, theo cách mà mỗi người chúng ta nhìn và cảm nhận cuộc sống qua lăng kính hay là nhận thức của chính mình. Vậy qua lăng kính của bạn thì cuộc sống đang hiện hữu trước mắt có hình dạng và sắc thái như thế nào? Tròn đầy hay méo mó? Trơn láng dễ chịu hay là sần sùi khó chịu? Sáng sủa hay âm u với nhiều mảng tối? Bạn là một người lạc quan, luôn nhìn đời qua lăng kính màu hồng, hay là người yếu thế, thường sa vào những suy nghĩ tiêu cực? Bạn là người luôn điềm tĩnh, đón nhận sự thật, tự tin để vượt qua mọi thử thách, hay là một kẻ đa nghi, nhìn nhận mọi việc theo cảm tính? Đã bao giờ bạn nhận thấy mối liên hệ tương xứng và công bằng giữa những nỗ lực của bản thân, thử thách và thành quả của mình nhận được? Không ít người trong chúng ta thỉnh thoảng cũng có những giây phút yếu mềm. Chúng ta oán trách số phận, ca thán rằng cuộc đời sao thật bất công, vui ít, buồn nhiều. Và những lúc ấy thì bạn hãy nhớ đến câu, qua cơn bỉ cực đến hồi thái lai. Cuộc sống vốn dĩ luôn là như vậy. Sau đắng cay sẽ đến ngọt bùi. Sau những giọt mồ hôi hay thậm chí là cả máu và nước mắt, khi bạn vượt qua một chặng đường gian nan bằng sức mạnh và ý chí, bạn sẽ có thể nở một nụ cười tự hào, tin yêu và hy vọng. Cuộc sống muôn đời vẫn thế, không toàn màu xám, cũng không chỉ có màu hồng, mà là một bức tranh đan xen, hài hòa giữa những tông màu sáng tối. Những khi mà chúng ta cảm thấy tràn đầy niềm tin vào cuộc sống và chúng ta hăm hở bước đi trong những ngày tươi đẹp, thì chúng ta hãy tận hưởng và biết ơn những điều đó. Nhưng cũng đừng quên cuộc sống vẫn còn những chông gai, thử thách đang chờ ta ở phía trước. Điều quan trọng là chúng ta luôn giữ cho mình một nhận thức thực tế và tích cực về cuộc sống, để chúng ta không chỉ ngắm cuộc đời trong ánh sáng mặt trời, trong những ánh ban mai tươi sáng, và cũng không chỉ nhìn thấy nó trong những cảnh chiều tà ảm đạm. Những ngày thơ ấu khi mà chúng ta nước mắt lưng tròng, bị cha mẹ hay là thầy cô quở phạt, chính là khi chúng ta học được những bài học đầu tiên trong cuộc sống về tình yêu thương, về những giá trị đích thực. Từ đó trở đi thì chúng ta không ngừng học hỏi để biết cách sinh tồn và biết trân trọng những gì đáng được trân trọng. Chúng ta hãy đón nhận thực tế với cả thất bại lẫn thành công, cả niềm vui lẫn nỗi buồn.
vì tất cả mọi trải nghiệm đều là cơ hội quý báu để chúng ta học được những bài học khi đến với cuộc đời này. Quý thính giả và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Tuổi Hoa Niên Đáng Nhớ tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và quý vị đừng quên theo dõi chương trình Kết Nối Tri Thức do Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp cùng Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 6 giờ 45 phút, 7 giờ 40 phút, 20 giờ 30 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên YouTube Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin, tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.